mở YouTube lên đó đây để mình còn coi câu hỏi. Thế có 4 người đang xem. Đi qua bên này. Hello mọi người, cái tấm hình đăng ở trên cái title thì thực ra là tại vì mình lướt ở trên Facebook, mình thấy một người bạn mình, bạn Phạm Duy Long, thì bạn đó chụp tấm hình đó, thì mình nhìn mình thấy hay hay, cho nên là mình đặt lên trên cái ảnh bìa thôi chứ không có gì cả. Lộn rồi, đích ở đó. Rồi đó, đích à, mở nhỏ lại. Ok. Như cái tiêu đề mà mình có nói ở hôm nay á, đó là mình sẽ nói về HE400SE nè. Rồi chúng mình nói về những cái bài điểm tin mà chúng mình đã làm ở trong cái tuần vừa qua. Ok, đây là Sĩ. Chào mọi người, là Loan Sĩ đây. Và đầu tiên thì mình sẽ điểm với một cái tin mà tuần vừa qua mình nghĩ là anh em khá là đón nhận. Đó là... Nói to lên chút. Đó là vì sao em có đọc trên mạng và em thấy trên báo The Guardian có một cái... Rồi nói tiếp đi. Có một cái nguồn là họ viết về cái tình trạng là tại sao ở thời điểm hiện tại thì xuống âm nhạc là càng ngày các ban nhạc càng biến mất. Ok, em cứ nói với mọi người đi để và, anh chỉnh lại cái này. Và thì như anh em đã đọc trong cái bài viết rồi đó, thì nó tóm lại là cái vấn đề nó cũng chỉ liên quan về cái thị hiếu người dùng đã thay đổi. Và trọng tâm ở đây là người dùng trẻ, thì họ càng ngày họ càng ưa thích những cái nhất là với cái sự xuất hiện của truyền thông nè, thì nó làm cho là người ta có cái xu hướng là người ta quan tâm những cái tác phẩm nó có tính thương mại hơn, nó có tính ngắn hạn hơn, và gọi là người ta dễ dành chú ý vào một cá nhân hơn là một tập thể, nên là các ban nhạc nó có xu hướng nó sẽ thay đổi sang thành một cá nhân, người ta dễ thay đổi, người ta dễ chú ý một cá nhân hơn. Rồi tiếp theo là câu chuyện về kinh tế thôi. Thì một cái ban nhạc mà muốn chơi một thời gian dài và có những cái thành tựu thì đòi hỏi là phải đổ tiền vào những vấn đề như là nhạc cụ nè, phải phòng tập nè, rồi đi lưu diễn cũng rất là đắt đỏ. Và trong khi đó thì với sự xuất hiện và sự phát triển công nghệ thì càng ngày là làm nhạc càng dễ. Mình có thể làm nhạc ở trong phòng ngủ của mình luôn. Và thực sự là những cái đứa mà Gen Z, những cái đứa mà cuối 9X thì càng ngày thì xu hướng làm nhạc một mình, nhạc độc lập thì nó lại càng nhiều hơn. Thì đó cũng chính là cái lý do mà tại sao ban nhạc thì càng biến mất nhiều chỗ cho cái sự phát triển về nghệ sĩ cá nhân, nghệ sĩ độc lập. Và tất nhiên là vẫn có một cái... Dạ. Và có một cái ngoại lệ là ở bên Hàn Quốc, bên K-pop thì cái mô hình mà nhóm nhạc được đào tạo với một cái mục tiêu dài hạn, họ được gọi là có một cái định hướng, một cái tầm nhìn về thời trang, về cá tính, về âm nhạc, và được gọi là nuôi gà bởi những cái công ty quản lý, công ty giải trí lớn, thì nó vẫn gọi là phổ biến trên toàn cầu. Đó là một cái xu hướng. Sẵn Sĩ đang nói về cái việc là những cái người mà nghệ sĩ indie hoặc là những cái người nghệ sĩ mà họ thu âm một mình á, thì thực ra là có không phải là ai thu âm một mình cũng dở, và không phải là ai thu âm một mình thì cũng là indie và lo-fi. Người cái khoảng cách và cái ranh giới giữa lo-fi với lại indie và mainstream nó vốn dĩ nó tương đối thôi. Một trong những cái album ra đời trong phòng ngủ rất là xuất sắc đó là When We Fall Asleep, Where Do We Go của Billie Eilish. Album gây chấn động. Billie Eilish sử dụng mix cái album đó ở trong phòng ngủ của mình chung với lại anh trai, và cái cặp loa mà Billie xài thì có $150 thôi. Khá là bất ngờ, nhưng mà khi mà mình nghe cái album đó mình cũng thấy nó hay. Với lại bây giờ thì các bạn cũng thấy là ở trên YouTube á, nó có cái hình ảnh đó là nó có cái content kiểu giống như là Boom La Boos á, một ban nhạc họ tập hợp lại và họ đánh, rồi sau đó là họ quay video họ đưa lên trên YouTube và họ ăn tiền ở theo cái subscriber và cái like. Thì cái đó, cái hình thức đó đặc biệt trong 2 năm gần đây mình thấy nó phát triển rất là mạnh, là tại vì lưu diễn không còn nữa và show thực tế cũng không còn nữa, và trong hai năm gần đây thì 2 hoặc 3 năm gần đây thì ngoài cái chuyện là trên đà của sự mất đi của nhiều cái band nhạc lớn thì rõ ràng là những cái band nhạc nhỏ và những cái band indie thì hiện giờ họ chỉ chơi online mà thôi, chứ họ không còn đi lưu diễn nhiều nữa. Kế tiếp đó là gì nữa ta, sẽ muốn nói gì tiếp nè. Ok, chắc là em sẽ giới thiệu một xíu về cái này đi, cái công điểm này. Thì tuần vừa qua thì nếu mọi người có theo dõi mình thì mọi người sẽ biết là mình khá là thích đĩa thang, đĩa vinyl. Và đây là con đĩa thang thứ hai mình mua. Thì một chút xíu thông tin về con đĩa này ha. Thì nó là một con đĩa của dòng Hot Box Jazz.
Và nó là một cái dòng jazz mà khoảng thập niên 1950, và nó đặc trưng là người ta sử dụng nhạc cụ kèn, và nghe nó không quá cổ như cái thời mà swing era, tức là cái thời mà người ta thổi dàn kèn lớn để mọi người nhảy, mà cái thời này nó đã có âm nhạc nó khá là phong cách rồi, và nó pha với những yếu tố như blues, gospel, nên là mình nghe sẽ khá là thấy nó dễ nghe, nó khá là dễ gật gù. Và chắc là mình sẽ chia sẻ một chút xíu vào cái cảm nhận mình nghe khi mà mình nghe con đĩa này, thì mình sẽ nói nhiều về cái chất lượng âm thanh hơn. Ở đây mình nghe mình thấy là rất là hay, rất là đáng tiền mua đĩa vinyl. Nghĩ là em nên nói về cái đĩa đi, vì không phải ai cũng nghe vinyl đâu. Có nghĩa là ví dụ như cái album này tại sao chị mua? Em mua tại vì em là một fan jazz mà. Và cái con đĩa này là tại sao lại là Uplucky? Thì đầu tiên là Uplucky là một cái ông mà gọi là xếp sòng trong cái dòng này. Ổng là một cái người kiểu gọi là cây đại cũ của dòng này nha. Thì ổng liếc những người khác và nói chung là muốn nghe cái dòng này mà muốn nghe cái đặc trưng nhất thì bắt buộc phải nghe ông này. Và một cái mà rất đặc biệt mà khiến em đã mua cái đĩa này đó là vì đây là một cái album rất là đặc biệt, nó được thu bởi hãng Blue Note vào năm 57 hay 59 gì đó em không nhớ. Nhưng mà mãi tới đầu năm 2020 thì nó mới được phát hành. Và đã trong một thời gian rất là dài nó được coi là một cái The Lost Recording. Mà như anh em biết thì trong khi chơi đĩa thang thì thường là những cái The Lost Recording nó sẽ hiếm và người ta sẽ đổ xô đi săn nó. Và may mắn là mình đã săn được. Nó có hai dạng, đó là từ anh nói một chút xíu dành cho những bạn nào mà không có biết nhiều về jazz hoặc là chưa từng nghe jazz thì các bạn cũng có thể nghe thử, tại vì Just Cooling theo mình nghĩ thì nó là một album rất là dễ nghe, với cái band leader của nhóm đó là Uplucky, nó ổng chơi trống, và Uplucky là người ổng là người Mỹ nhưng mà ổng có một thời gian ổng qua châu Phi và ổng học bộ gõ của châu Phi. Chính cái việc là học bộ gõ của châu Phi nó đã đem tới đầu tiên là cái trống sabu, khi mà chơi chung với là Horace Silver thì nó đã mang tới cho jazz, và nhất là khi người ta còn chưa định hình được hard bop là gì, lúc đó chỉ có bop thôi, thì lúc đó thì Horace Silver với Uplucky đưa sabu vào và cống con ga vào trong cái rhythm của jazz và bắt đầu khai sinh ra một trong những cái nền âm nhạc thịnh vượng nhất và tạo tiền đề cho jazz về sau, đó là hard bop. Thì trong cái album này có một vài người có một tên tuổi rất là nổi danh, giống như là mình thì riêng mình thì mình thích, tại vì khi mà các bạn nghe jazz á, ví dụ như tại sao đôi khi các bạn sẽ không hiểu là tại sao, ví dụ giống như một cái đĩa, giống như một cái đĩa In Rainbows của Radiohead ở trên này đi ha, tại sao người ta chỉ có In Rainbows thôi rồi Radiohead mà thôi, hoặc thậm chí người ta còn không để cả cái người ta không còn để cả cái label của cái này nữa nè, thì người ta không liệt kê Simon ở trong ban nhạc đó. Có nghĩa là không liệt kê ra tay trống, tay kèn, tay này tay kia. Nhưng mà tại sao một cái đĩa jazz nó lại liệt kê ra tên của những người sideman ở trong band đó? Jazz nó nhất là cái thời đại hard bop, nó là cái thời đại gọi là dọc nhạc tiên phong. Tại sao là tiên phong? Tại vì trước giờ người ta nghe jazz người ta cứ nghĩ nó là swing. Thế nên là khi mà hard bop nó được khai sinh ra và nó được khai phá bởi Alfred Lion của Blue Note, thì nghiễm nhiên ngay cái lúc đó người ta không đón nhận nó quá nhiều, nhưng mà những người nghệ sĩ giống như là Lee Morgan, giống như là Hank Mobley, giống như là Bobby Timmons lại áp dụng những cái kỹ thuật rất là cá nhân và rất là im, và những cái kỹ thuật ứng tấu rất là cá nhân vào trong cái pattern của nhạc. Và chính cái vì thế nên là họ không ngại cái chuyện là họ thay đổi, vì họ làm cái họ đánh theo cái niềm tin của họ là cái âm nhạc đó nó sẽ trường, nó sẽ mạnh, và đúng là nó mạnh, và Just Cooling là một trong những cái album như vậy. Mình thật ra con này nó đã có một thời gian nó được tính reissue, nó được tính extend public, nhưng mà vì rất là nhiều lý do cho nên là mãi cho tới năm 2020 mọi người mới thấy cái đĩa này. Và đối với anh em nào mà mê jazz thì cái Just Cooling này là một trong những cái album nên phải mua. Ok, thôi bây giờ mình sẽ quay ngược lại vào cái phần tin, tại vì mình không cái phần về vinyl thì mình sẽ nói sau, tại vì
rõ ràng là không ai cũng nghe Vinyl đâu. Ở đây 91 bạn thì chắc có được 3 bạn là nghe Vinyl. Thế nên là mình nói về âm thanh của cái đĩa Vinyl nó rất là tượng hình và nó rất là chung chung, và mọi người sẽ không ghét được cái gì qua cái lời nói của mình cả, anh nghĩ là vậy. Ok. Rồi cả nghe coi, bây giờ mình vào vấn đề chính của hôm nay nè. Nãy giờ mọi người chắc cũng đông rồi. Dạ. Hôm nay đó là HE400SE. Dạ rồi. Em nghe mấy bữa giờ em nói như em nghe em thấy như thế nào? Ok, thì HE400SE của Hi-Fi Man thì nếu mà em nói cho một câu trước nha thì em sẽ nói là nó hay, nó vượt trội, nó đáng tiền, không biết nó đáng tiền mà nó vượt qua cái tiền 4 triệu nó ngon hơn cái tầm giá. Rồi còn về cái chất âm thì em tóm gọn một câu thôi là nó cân bằng giữa cái âm trường rộng, thoáng, sáng sủa của một con monitor, nhưng mà nó vẫn có cái độ tập trung, nó vẫn engage mình vào, như là khi mình nghe một cái con tai nghe audio như là một con Sennheiser mà cỡ 7-8 triệu đó này. Và em cảm thấy là nghe rất hấp dẫn và nó không quá thiên vào một cái dòng nhạc nào, một cái chất âm nào ấy, nhưng mà nó kéo được hết và em nghe em thấy rất là đáng tiền. Ok. Cái bài review chi tiết của Sĩ thì mình sẽ để cho Sĩ post lên sau. Vừa rồi thì ở trên audiotinhte.vn thì mình có post cái bài trên tay của mình và những cái nhận định sơ bộ của nó. Đương nhiên là trên bài trên tay thì rõ ràng là các anh em nào mà đọc bài trên tay thì đó là bài mà mình viết rồi còn phải một thời gian chờ được duyệt ra, thế nên là bài đó mình đã viết từ lâu rồi. Tới giờ thì mình đã nghe nó được lâu, cũng khá lâu rồi, và mình vẫn còn rất là bất ngờ về cái tai nghe đó. Lúc đầu khi mà mình nghe HE400SE, mình thấy cái điểm hay của nó đó là cái bass của nó. Nếu như mà anh em nào đang nghe HE400 thì đôi khi mọi người nghe những cái nhạc mạnh như là EDM, như là nhạc mà nó cần cái upper bass, nó phải đánh thật là lực đó, giống như là trống mà muốn nghe cái đùng một cái đấy, thì nó không phải là cái tiếng một ở dưới, nhưng mà nó cần một cái tiếng giống như nó thổi thẳng vào lòng ngực mình đó. Thì đôi khi những cái tai nghe planar magnetic đời cũ nó sẽ không tạo được cái chất âm đó, do là nó kiểu như nó hơi linear. Nhưng mà con HE400SE này mình càng nghe thì mình càng thấy là nó đúng là nó cân bằng, nhưng mà ở cái phần bass của nó khá là màu một chút xíu. Không, phải nói chính xác là mình cảm thấy nó màu luôn, nói chung là nó khá là màu nữa. Nó màu ở cái phần upper bass, nó làm cho cái tiếng nhạc, nhất là những cái tiếng trống, những cái tiếng bass, những cái tiếng mà dập giống như trong house, trong trance, nó kiểu nó engagement, nó ôm ấp mình á. Và nếu như mà anh em nào tìm một cái con tai nghe đủ trong, đủ rõ, âm trường đủ lớn, tạm âm trường thì tạm thôi, nhưng mà tiếng mid, tiếng trap trong rõ cộng với lại cái cảm giác rất là gần gũi khi mình nghe nhạc, thì HE400SE là một cái tai nghe mà mình highly recommend luôn ở trong tầm giá đó. Lúc mà mình nghe nó mình cảm thấy bây giờ vẫn không tin được nó 4 triệu đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là vượt trội so với tầm giá mà. Tại vì hồi trước tài sĩ đã xài con gì rồi? Nói chung là gần nhất đi, con không nói những con mà em có nha, những con em đã xài thì em thấy là HD518. HD518 thì nói chung là ăn đứt. Con này ăn đứt con HD518 của Sennheiser. So với cái kiểu tiếng mà cái tai nghe mà em đang nghe hiện giờ là con nghe 80SBT thì em thấy 400S với lại IE80SBT nó như thế nào? Em thấy là HE400SE nó sẽ làm tốt hơn phần âm trường, nó cho một cái âm trường nó rộng hơn. Nó thoáng hơn. Lúc mà em nghe nhạc cụ em cảm thấy rõ được cái level luôn giữa các nhạc cụ hơn. Nó lớn lên để cho mọi người nghe. Nói chung là cái âm trường nó tốt, nó thoáng, nó rộng. Và khi mà mình nghe nhạc cụ thì mình dễ dàng cảm thấy được cái level luôn giữa các nhạc cụ với nhau. Kể cả khi mà em nghe một cái dàn giao hưởng lớn thì em vẫn cảm thấy là cái tiếng nhạc nó vang vọng, nó cộng hưởng như một cái không gian. Thì studio em không biết không gian gì nhưng mà cảm nhận được rõ cái không gian. Ok. Thật là tai cũng tốt á, tại vì Sĩ chơi jazz và Sĩ chơi guitar với dàn rồi, cho nên là Sĩ dễ cảm nhận được cái cảm quan khi mà chơi nhạc cuộc sống hơn. Cái đó thì anh hiểu. Một chút xíu để trả lời câu hỏi, em đọc câu hỏi giùm anh đi. Kéo lên trên, đừng có hỏi nó bắt đầu từ dưới đây. Rồi câu hỏi đầu tiên là có nên mua V3 hay tiếp đáp để phối với một AM2 không?
À, có nên mua Win3 hay HipDAC với phối AM2 không? À, nếu như mà phối với một AM2 thì bạn có thể xem xét con HipDAC hơn là con Win3. Vì con HipDAC tiếng của nó ngọt hơn con Win3, với lại cái power của nó cũng khỏe hơn con Win3 một chút xíu. À, ở cái ngõ 6.3mm output đó, 3.5mm output thì bạn có thể sử dụng cái đó để mà đánh. Thật ra Win3 và Win3 hay là con HipDAC nó đều có cái chất âm tốt cả, mình đánh giá là vậy. Nhưng mà để phối với một cái tai nghe trung tính giống như là một AM2 và hơi ấm, trung tính nhưng hơi ấm, thì mình nghĩ là HipDAC nó sẽ hợp hơn. À, có tiếp theo, IE400 Pro hay FreeO FD5 để nghe nhạc trẻ Bolico? IE400 Pro hay FreeO FD5 nghe nhạc trẻ và Bolero. Nếu như mà nghe Bolero thì cả hai con này đều nghe ngon cả. Nhưng mà tuy nhiên á, nó có một cái là gì, là con IE400 Pro nghe nó sẽ, trap của nó sẽ ngọt ngào hơn con FD5 một chút xíu. Nhưng mà con FD5 thì lại nghe nó chi tiết và nó tí tách hơn, nó không ngon nào nghe chói cả. Nhưng mà con FD5 nghe kiểu tiếng nó hơi khô ấy. Thế nên là đối với các bạn mà nghe Bolero, các bạn cần ngọt quá thì đôi khi là con FD5 nó lại không ngọt được giống như là kiểu các bạn mong muốn. Noble Falcon giảm giá còn 2.5 triệu, có đáng mua không anh? Falcon ở trong cái tầm giá dưới 5 triệu thì cái chất âm của Falcon vẫn là một trong những con, nếu như bạn là bạn chú trọng vào audio, có nghĩa là cái chất lượng âm thanh, thì mình nghĩ con Falcon là một trong những con tuyệt vời ở trong tầm giá đó. So sánh HX với H95 chưa có hàng mới ra đấy, đang tính nói nhưng mà vấn đề là sĩ nó mê ganh bùng này quá nên là ngồi nãy giờ chưa điểm, mãi chưa điểm tin tới lại con BNOHX nữa. Thì cái tai nghe mà sắp tới BNO ra có giá là $500 và nó có cả MiFi, MFi của Apple là tương thích y chang như là nó là một con AirPods vậy. Nhưng mà cái con này nó lượng là một cái tai nghe chống ồn chủ động. Nó có Squid Pair của Microsoft, nó có Google Fast Pair để mà nó kết nối nhanh với lại cái thiết bị thông minh mà chúng ta đang sử dụng. Thì theo như những gì mình được biết là con này được redesign hoàn toàn, không có dính dáng gì tới H9i. Và mình thì mình khá là ác cảm với là con H95. Thì hy vọng là con HX sắp tới này nó sẽ là một cái tai nghe hay. Chắc Dino nghe được câu đó chắc xúc động, nhưng mà giờ anh cũng không biết phải sao. Tại vì hôm bữa ở trong cái cuộc offline đó, ai nghe con Dino 95 ai cũng phải chê cả. Okay. Câu tiếp theo là Owner T1 SE có ổn không? Cho xin tên những bóng thay thế lâu. Cảm ơn bạn đã hỏi. Owner T1 SE nó vẫn là một cái DAC với lại headphone amplifier rất là tốt. Nó xài một bóng 6922, nhớ rồi, Electro Harmonix. Nhưng mà cái bóng đi kèm của nó hình như là Electro Harmonix 6922. Cái bóng đó là của Nga. Thì bạn có thể tìm những cái bóng nó tốt hơn. Họ, tại vì 6922 thì nó sẽ cùng họ với lại E88cc của châu Âu. Thì nó sẽ có một cái brand giống như là Philips Butcher Boy. Cái hình Philips mà cái hình đầu của nó hơi giống cái đèn điện tử. Thực ra là nó không giống cái đèn điện tử, nhưng mà nó giống bà con sói hơn. Nó là cái Butcher Boy thì nó là cái ống mà. Thì cái đèn 69 bạn search là E88cc Butcher Boy hoặc là Philips hoặc là Amperex thì tụi nó đều có kiếm. Thường là Amperex thì nó sẽ có cái Butcher Boy đó. Cái bóng đó thì nó khá là lành và tiếng của nó đều ba giải cái Amperex Butcher Boy, và giá của nó thì thường là dưới 1.2 triệu một quả, và bạn chỉ cần một quả thôi là được rồi. Ngoài cái tầm giá đó ra thì nếu như mà chơi lớn hơn thì vẫn có những con giống như là Amperex 692 Pinwave,
cái eo nó thon lại như thế này nè, nhưng mà con nó mắc lắm, con đó tới 7-8 triệu một quả lận, nó không đáng để mà mình phải thay vào một con giống như là T1 SE. Nên là recommend của mình đó là một là giữ bóng stop nghe, nếu nâng cấp thì mua Amberex Purple Boy. Ok. Một con sorry anh em, một câu hỏi rất là hay nhưng mà hơi về kỹ thuật một chút. So sánh chất âm của tai nghe Plana và tai nghe chuẩn bị. Không phải, cái câu hỏi đó không thể trả lời bằng miệng như thế này được. Tại vì nói như thế này nè, mình từ lâu rồi mình đã shut down cái chuyện là tai nghe nó dùng driver nào nó sẽ nghe hay hơn rồi. Có nghĩa là driver Plana nó sẽ có cái chất tiếng của nó, và driver tai nghe tĩnh điện nó sẽ có cái chất riêng của nó, và tai nghe driver dynamic nó có cái chất của nó. Vấn đề là mình thích cái nào, giống như mình thích cả ba thì bây giờ mình mua cả ba và mình nghe. Mình thích nhiều tiếng thì mình phải mua nhiều con và để mình nghe. Thì đối mình chỉ có thể nêu được cái sự khác nhau đối với Plana với lại tĩnh điện và những cái dòng nhạc mà tĩnh điện nó sẽ làm tốt hơn và ngược lại là Plana nó sẽ làm tốt hơn. Ví dụ giống như bạn Thắng có sử dụng tai nghe để nghe rock nhiều, hoặc là nhạc Việt Nam, nhạc pop và nhạc mạnh nhiều á, có nghĩa là nhạc mà mang cái tính chất là mới gần đây, đòi impact đánh mạnh, thì Plana Magnetic nó vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên nếu như mà bạn đụng tới những cái dòng nhạc giống như là classical, nhạc cổ điển, nhạc jazz cổ, những cái âm nhạc mà nó đòi hỏi cái tính nhất quán rất là kỷ luật về âm trường, âm hình, về cường độ của âm thanh, thì tai nghe tĩnh điện nó sẽ làm tốt hơn. Tuy nhiên do tai nghe tĩnh điện cái chữ tiếng của nó rất là nhanh, tại vì nó rung nguyên một cái màng loa, và cái màng loa nó không hề có đính voice coil ở giữa, thế nên là nó rất là nhẹ, và khi mà nó rung như vậy nó nhẹ mà, thế nên là tiếng của nó ra nhanh và cái input response của nó rất là tốt. Mình nghe thì khi nghe classical nghe cái âm trường nó rộng, thoải mái, chính xác hơn, thì mình cái đó là mình có thể nói được. Nhưng mà so tổng thể giữa, nếu như mà là một người nghe nhiều nhạc thì mình vẫn trung thành với ý kiến đó là đi mua nhiều tai nghe hơn nữa nha. Hôm nay nghe cái này, ngày mai nghe cái kia. Ở nhà mình thì mình cũng đang làm như vậy, nhưng mà không phải với tai nghe. Ví dụ giống như mình có một cái đầu đĩa thang đúng không, nhưng mà mình có hai cây kim, mình có hai cây cần, mình để trên cùng một cái mâm quay đó, thì hôm nay mình muốn nghe classical thì mình sẽ nghe cái kim nào có cái tiếng mà mình cho là nó hợp với classical. Nhớ câu của mình nha, đó là mình sẽ chọn cái thiết bị nào mà mình cho là nó hợp để nghe cái dòng nhạc đó. Cái tai của mọi người nó là cái niềm tin sâu sắc nhất mà mọi người phải nên tin vào. Ok, tiếp. Bên in tai nghe 24/7 được không, hay phải nghỉ giữa chừng? Nghỉ giữa hẹp đi bạn, đừng có cái gì cũng cố như vậy. Nghỉ cỡ chục tiếng, nghỉ lần, nghỉ cỡ tiếng đồng hồ là được rồi, nhưng mà nghe lưu riêu thôi, nhớ để ý tới âm lượng. HE400i hay HE400SE? HE400SE Nhật Hoa trữ tình. Okay. Chắc chắn luôn HE400SE. Up từ Nano, IDSB, VL, YZDAC, Signature, I5+, nghe bass nó có khối hơn hả? À, cái này không có hỏi. Vừa nghe anh Úc Tường Nano, IDS, DBL, YZDAC, Signature, A5+, nghe bắt ở khối hơn hẳn. Vấn đề của con A5 đó là con A5+, IDS đó nó còn có nhiều cách để mà chúng ta có thể khai thác nó lắm. Thứ nhất là trên loa giống như mình nói rồi, thứ hai là dây loa. Dây loa cũng là một cái cần để nâng. Không cần nhiều ra mắc tiền đâu, nhưng mà kiểu kiếm và nền vui cắt mét hoặc là full tech mét ấy, mấy trăm ngàn một mét ấy, làm chừng 2 mét thôi là xài bét nhẹ rồi, nhưng mà tiếng của nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cái thứ ba là cái dây tín hiệu từ con DAC nó nối vào cái con loa, thì nếu như mà mình sử dụng dây tín hiệu nó tốt thì tiếng nó cũng sẽ tốt. Thật ra là nó là như thế này nè, dây tín hiệu mình không cổ xí cho anh em xài dây quá mắc tiền. Cái chuyện mà xài dây và bùa chú bằng chống rung dây và những cái ấy về dây á, thì từ từ sau này mình sẽ nói. Tại vì mình cũng sử dụng dây, nhưng mà ở cái mức entry level, có nghĩa là những cái mức nhập môn và cho tới mid-file, thì mình nghĩ là đầu tư vào dây nó không thực sự là hợp lý lắm. Mình chỉ sử dụng những cái, nếu như mà sử dụng những cái loa tích hợp giống như là A5+, thì chúng ta sẽ mua dây đâu đó dưới 1 triệu thôi, như vậy xài là khỏe nhất và đỡ mệt đầu của chúng ta, nhớ nha. Có loa bookshelf nào đáng tiền hơn Audio Engine A2+ trong tầm giá dưới 6 triệu không?
không biết nữa, nhưng mà cứ đi nghe thử đi, vì mình thấy là có A2 cộng nó đánh khá kinh á, về độ trong trẻo với lại về cái tiếng bass của nó. Tiếng bass của nó không quá lực lưỡng giống như con A5 cộng, đương nhiên vì cái màn của nó nhỏ quá mà, và cái thùng của nó lại bé quá mà. Tuy nhiên là nghe tiếng nó lạnh lót, nghe tiếng nó líu lo. Tiếp HE4.SE thì lấy Zenlab đánh luôn hợp nhau không? Tạm được nhưng mà hơi thiếu power. Mạnh hơn xíu nữa thì được. Nhưng mà anyway cứ về đánh thử đi. Vì mình thấy là mình cắm con, mắc cười lắm, bữa mình test con đó là mình cắm vô con Audio Pilot nè, mình cắm vô cái Alo Audio Pilot nè, rồi sau đó mình cắm vô TC35i của DD Hi-Fi nè, rồi sau đó mình cắm Win3 nè, sau đó mình cắm tới mấy con amp khủ khấm nè. Thì mình thấy là con TC35 nó cũng đánh ra hơi hám, cho nên là kiểu gì con Zendac cũng sẽ đánh ra 0-10 thì cũng phải được 7, được 8, rồi từ từ mình nó cắm sóng. Không sóng thì chuyện đó giải quyết rất là đơn giản. Môi trường có 2.3.5 làm gì vậy? Để cắm được 2.1 lúc, sao không thay đổi cộng 4.4? Tại vì nó ra lâu rồi bạn. Tiếp. ATH AD2000 nên phối với DAC hay AM nào, cả hai anh phối với ONT1SE bên trên có ổn không? Con AD2000 thì rất là dễ kéo, bạn cắm vô con T1SE đó nó cũng khá là ổn luôn á, đánh phà, vì mình chưa thấy con Audio Technica nào khó kéo cả. Con nó tiếng ngọt á, AD2000 tiếng rất là hay, lâu lắm mới nghe người nhắc. Trong tầm giá 5 triệu thì nên mua DAC AM nào để nghe tốt với HE4.SE? Trong tầm giá 5 triệu thì nên mua HE... À! V3. Có vẻ là hợp lý nhất rồi. Thật ra là sẽ có một cái option nó cũng được, nhưng mà mình không muốn anh em dùng, đó là cái cộng BTR5. Nghe thì nó cũng hay đó, nhưng mà tại vì vì không biết vì cái gì, nhưng mà giữa nó với V3 thì đi mua V3 đi. Có nhiều cái tôi cũng biết nữa, nhưng mà nhưng mà nghe thử thì mình thấy con V3 nó cũng ok hơn, và về lý á, thì nó bự hơn và mặt công suất của nó khỏe hơn và nó có balance 4.1. Mojo không có balance còn nên mua không anh? Khoan từ từ, cái chuyện mà balance nó với lại cái chuyện single end hoặc là 2.5 ra. Bây giờ nó là như thế này nha. Sẵn hôm nay nói về balance luôn. Mình đã nói về cái dụng balance này một lần rồi. Đó là balance và single end. Balance là ví dụ như 2.5 hoặc là 4.4 hoặc là XLR, nó gọi là kết nối balance. Và single end nó là jack 3.5, jack 6.3 và jack RCA thì nó gọi là single end nha. Thì cái chuyện mà single end hoặc là balance thì tùy vào hãng họ muốn cái sản phẩm đó nó có chất tiếng như thế nào, và với cái giới hạn về thiết bị ở ngay cái thời điểm design ra cái sản phẩm đó, nó có cho phép họ khai thác mạnh hơn hay là không. Đối với cái con cọc Mojo và đối với cái triết lý của cọc từ xưa tới giờ mà mình biết, kể cả ngày xưa mình xài cọc Dave, thì trong cái manual của cọc Dave họ không bao giờ yêu cầu người dùng, họ không bao giờ muốn người dùng phải sử dụng cái cọc output balance của họ cả, là tại vì do cái công nghệ FPGA của cái con DAC ở trên con Mojo hoặc là trên con Dave nó đưa ra cái output rất là rich, nó rất là lớn. Ví dụ giống như RCA output của nó bình thường là DAC người ta khi xuất ra line level thì sẽ từ 1.5V cho tới 2V. Tuy nhiên là với con cọc Mojo, nếu anh em xem ở cái chế độ xuất thuần DAC output của nó, audio output không, bỏ qua full control thì nó lên tới 3V. Và đối với cái balance ở trên con Dave nó lên tới 6V, có nghĩa là nó lớn hơn rất là nhiều một cái tín hiệu line level bình thường. Thế nên là cái việc mà sử dụng gain lớn quá đưa vào thì nó sẽ dễ bị bể tiếng ở cái tầng phía sau. Nên là cọt Rob Watt với lại Frank đều biết mình làm gì để cho cái sản phẩm của mình nghe tốt. Vấn đề là khi mà bạn nghe cái con tai nghe đó, bạn cắm cái tai nghe vào con Mojo đó,
bạn nghe bạn có thấy hay không, bạn có nghe thuyết phục không, bạn thuyết phục thì bạn mua, bạn không cần phải lăn tăn quá nhiều về chuyện là có balance hay không. Vì nếu có balance nó sẽ mở rộng cho mình những cái khai thác về sau. Nhưng mà rõ ràng nếu như bạn đi nghe khách cùng hoặc là những con tai nghe balance hoặc là những cái ambulance mà nó vẫn không hợp với gu bạn, thì chỉ có một mình con Mojo hợp với gu bạn thì sao? Bạn có mua nó không? Mình là mình mua đó. Mai mốt chạy live còn live bay nhiều hơn nữa, nhìn như thấy ok. Không, tại vì mệt quá rồi, không có cần phải so đo cái chuyện đó. Tại vì giống như Phono thì người ta vẫn sử dụng balance với lại RCA. Nhưng mà riêng anh thì anh thấy ở nhà anh có đủ đồ để chơi đủ hệ, nên là anh thích cái nào thì mình cứ mua cái đó thôi. Audio xem mệt quá. Đây, T800 với FD5. Con nói anh chưa nghe bao giờ. Rồi, tiếp một tiếp theo. Mobile Falcon 2 như nào? Mobile Falcon 2 mình chưa nghe. Khoan mạng anh em cho mình nghỉ xíu đã, vì cú hồi nãy hơi dài, hết thôi. Thôi, sĩ giao lưu với mọi người đi. Nói nhẹ nhẹ đi, lát mình trả lời câu hỏi tiếp. Chứ rồi vậy nói gì giờ ta? Thôi chắc lỡ thì spoil cho mọi người bài viết chi tiết về HE4.0. Không spoil là một cái sản phẩm trong nhiều như vậy, mọi người sẽ bị ngán. Anh ngồi kế bên em, anh nghe anh còn ngán nữa. Nãy giờ là thôi cho nó vào diễn bản đi, sau đó HE4.0 rồi muốn gì để tuần sau. Dạo này mình hay nghe rock lại, mình không biết là tại sao mình nghe rock lại. Mình nghe jazz, mình nghe blues, mình nghe cổ điển, rồi sau đó bỗng như một ngày mình ngồi cà phê, cái mình nghe một cái bài ở trong cái quán đó nó mở là cái bài Falling Away With You của Muse. Wow, cái bài đó nó làm cho mình rất là nhớ một cái thời. Bên cạnh đó thì kiểu hồi xưa thì mình nghe rock của Anh, nhưng mà bẵng đi một thời gian thì mình không nghe nữa. Thì một trong những cái việc mà nghe cái album của Muse đó, nó làm cho mình nhớ lại một cái album mà hồi xưa mình rất thích, đó là cái album In Rainbows này. Sĩ có nghe Radiohead không? Có. Sĩ thích album nào nhất? Em thích cái OK Computer nhất. Còn cái này thì em nghe sương sương thôi, chưa thấm lắm. Okay. Ai thì thường thường là người ta sẽ thích OK Computer nhất, nhưng mà đối với mình thì mình thích cái In Rainbows này vì cái lyric của nó. Anh thích lyric của cái này nhiều hơn, với lại cái kiểu nhạc của con này nó hơi có thiên hướng điện tử á. Nên là dạo này tự nhiên đang nghe electro, nghe techno, nghe rock, thì nghe lại In Rainbow hoặc là Muse hoặc là Suit thì đều rất là thích. Hồi xưa thì mình nghe rock Anh nhiều, nhưng mà mai mốt chắc là bên cạnh cái việc mà viết bài, đưa những cái bài nhạc về về audio file để test dàn, test tai nghe quen thuộc với anh em, chắc hôm nào mình cũng sẽ sử dụng những cái nhạc mà mình hay nghe để mình giới thiệu tới anh em. Thật ra để đánh giá một cái tai nghe thì mình dùng nhạc của mình nghe là nhiều nhất, nhưng mà trong bài thì mình thường hay giới thiệu những cái bài mà anh em quen để anh em dễ hình dung nó. Ok, muốn biết là tai nghe chưa? Rồi, ok. Em đã bung lục được con HiFi Sandara, giá trong khoảng 6 triệu đô ạ. Cái con Class A mới 6 triệu rưỡi của Hi-Fi ấy, con tự nhiên cái quên rồi, trời nó đặt tên dài quá không thể nhớ được. Cái I can signature HD6XX á, mua con đó. Con đó thì nó drive mấy con giống như là Sandara, hoặc là nó drive những cái tai nghe giống như là em muốn cho máy xe, rất là khỏe. Thậm chí là nó drive mạnh lớn hơn như vậy, chắc là mình nghĩ là tới HE560 hồi xưa nó đánh cũng tốt nữa. Xin tư vấn earbuds tầm giá 1,5 triệu nghe nhạc nhẹ. Sẽ tư vấn đi. 1,5 em chưa, tới nay em cũng chưa nghe con nào mà cỡ tầm giá đó. Có, hồi xưa em cũng nghe một con này. Nè. Con Sony gì đấy? Không, earbuds hả? Earbuds hả? Dạ. Earbuds trong tầm giá đó thì chỉ có con, thật ra nó mua dưới cái tầm giá đó đi thì nó sẽ có những con rất là hay, đó là những con như con không được vì con đó là con
con BeatBuds đang tính nói con BeatBuds của Bayer Dynamics, nhưng mà sực nhớ ra là con BeatBuds nó cũng là tai nghe nhưng mà nó chỉ hơi giống EarBuds thôi. Mình thì thường chắc là BK2 nếu như bạn có thể đi nghe thử được những cái dòng, nếu như bạn thích là những cái dòng nhạc nhẹ, trữ tình, nhẹ nhàng, không nghe giọng nam trầm nhiều quá thì mua UIN BK2 là hợp lý nhất. UIN BK2 cái gì cũng hay, tuy nhiên low beat của nó mỏng quá, mình không thích lắm. Còn nếu như bạn nghe giọng nữ nhiều, guitar nhiều, bạn nghe piano solo hay các kiểu là nhiều thì con UIN BK2 là con nên mua. FH3 có nên thay dây balance để nghe với BTR3K, có hay không, dây sóc không? Có, riêng khoảng đó thì có. Các bạn nhớ cái câu này luôn nha, và các bạn nên mình không dạy đời ai ở đây cả, và mình không ấy gì cả, nhưng mà nếu như mà các bạn tìm hiểu một chút xíu về kỹ thuật âm ly thì ở trên một cái âm ly ha, nếu nó có balance và nó có single ended trên cùng một cái thiết bị khuếch đại, mặt balance lúc nào cũng nghe tốt hơn mặt single ended. Tại vì mặt balance nó là khởi nguyên, còn single ended là nó trích một phần tín hiệu balance và nó đưa ra cái mặt single ended thôi. Nên là câu hỏi trong đối với câu hỏi này thì đó là thay dây balance nghe với jack balance nghe sẽ hay hơn là single end vậy thôi. Okay. Anh hay đau nhạc ở đâu? Mình không hay đau nhạc ở đâu cả, mình nghe Tidal và mình nghe Spotify với Apple Music. Mỗi cái ứng dụng, mỗi cái service thì mình sẽ xài nó cho những cái mục đích riêng. Sĩ còn hay đau nhạc không? Nhạc không, em đi vẫn Apple Music luôn. Chưa cải đạo, từ khi cải đạo sang Apple thấy như thế nào? Thấy thấy thoải mái, thấy dùng dễ, gì cũng có rồi, cần gì phải đa cũng rồi. Có 59.000 tháng đúng không? Đúng rồi. Hồi trước nó còn chưa tỉnh ngộ cơ, trước nó còn chưa đăng ký Spotify cơ, trước nó đi chép nhạc cơ, trời. Cực lắm anh em, cực lắm. Cực cái gì? Chúng ta chỉ cần bỏ ra 59.000 để nghe Spotify. Nhưng mà thật ra là hồi xưa em đối với anh đó thì Spotify dành cho những bạn trẻ thì thích hơn là Apple Music, tại nó là play theo playlist với cá nhân hóa nó nhiều hơn. Riêng anh thì anh thích Apple Music hơn, thì đúng rồi, tại vì chất âm lượng âm thanh nó tốt hơn mà. À. Đó. Thế nên là ok, cải đạo thành công rồi. Ok. Nhận từng nghe nhạc rock của Cannibal Corpse chưa anh? Cannibal Corpse từ hồi xưa nghe nhiều mà. Cannibal Corpse mới hồi nãy đang ngồi, trước khi livestream đây, đang ngồi nghe lại metal kiểu không biết, tại vì sáng nay thì ngồi vẫn còn ngồi nghe Suit, rồi còn ngồi nghe Muse, nghe cái Abomination của Muse nè, rồi nghe cái Cycle, nghe cái Drones nè. Nhưng mà chiều tự nhiên lại nghe Marilyn Manson, nghe In the Shadow và Valley of Death, rồi Beautiful People, rồi lúc nãy đang trước khi vào livestream là nghe Pantera. Cannibal Corpse hồi xưa mình cũng rất là thích nghe, tại vì có một thời gian mình bị nghiện metal mà kiểu metalcore với lại death metal với lại thrash doom vân vân, cái kiểu Catatonia vân vân, cái kiểu thì mình cũng nghe đủ hết. Bây giờ mình tự nhiên không biết bây giờ tại sao lại mê lại, nhưng mà có một bạn nghe metal chung, ít người bây giờ còn nghe metal. Thật ra là trên YouTube thì ế lộn lên trên tinh tế thì vẫn còn nhiều người, nhưng mà đối với mọi người thì chắc là do mình tiếp xúc với lớp trẻ nhiều quá nên là mọi người không nghe metal nữa. Ok, chọn tai nghe in ear phương xa tầm giá 10 triệu này để nghe. Hỏi Cannibal Corpse để ok, chọn tai nghe in ear phương xa tầm giá 10 triệu để nghe hả? Chắc là đối với mình á, để mà nghe được Cannibal Corpse nghe kiểu, tại vì Cannibal Corpse chơi rock theo kiểu chặt chém á, kiểu mạnh hơn Pantera nãy nhiều. Pantera nãy đi bắt Daro, thực ra là đi bắt Daro cũng xuất sắc nhưng mà vẫn chưa chặt chém bằng Cannibal Corpse. Với cái tốc độ nó nhanh mà nó khỏe như vậy, và để giữ được cái double bass, cái double drum khi mà họ double pedal, đúng rồi, gọi là cái double pedal khi mà họ chạy cái trống ở dưới á, thì mình nghĩ là trong tầm giá dưới 10 có thứ nhất HE45SE là một con mà mình cho là nghe metal rất đã. Đã từng nghe khá khoảng 3 album metal với nó.
Rồi sau đó là tại vì mình nghe Slayer với HE400 SE. Slayer chắc đủ nặng với bạn đúng không? Và mình thấy rất là đã. Mình nghĩ là giới dưới 10 triệu thì đi mua HE400 SE đi chứ đừng suy nghĩ nữa nếu mà bạn nghe metal. Cái con thứ hai nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ là 80% thôi, nó là con DT990. Ok. Của Bayer Dynamic. SH7 nghe phân không anh? Nghe hay không? Chắc không phân lắm. Phân là sao? Phân là nghe nó sẽ phân là phải gọi là sao với phân ta ở trong này không, em đã từng nghe được một con tai nghe rất là phân rồi, để anh suy nghĩ thôi, em đã nghe con gì phân. Phân là kiểu tiếng của con HE400SE. Nhưng mà cái trung âm trầm á, nó sẽ đẩy lên một chút xíu, có nghĩa là nó sẽ boost giữa cái dải upper bass với lại cái trung âm trầm, nó đẩy lên một chút xíu để cho nó làm cho tiếng dễ nghe hơn, mọi người sẽ nghe được nhạc trữ tình, nhạc pop, nhạc rock, nói chung là nghe đa thể loại á. Thì đó là cái kiểu tiếng đó. Nghe giống video đó. Nhưng mà FH7 thì đáng tiếc là nó không đi theo con đường đó, mà cái con Fio mà đi theo con đường đó thì đó là con thứ nhất, là có hai con, đầu tiên là con FH3, sau này đó là con FD5. Nhưng mà con FD5 mình đánh giá con FD5 là con nghe khá phần á, mặc dù tiếng của nó chỉ tại vì tiếng của nó chỉ kỹ thuật quá, thế nên là cái phần phần của nó chỉ ở 80% thôi đó, nói như vậy cho nó vui. M9 với ARA, con nào nghe metal với jazz ngon hơn? ARA. Ok. Không, vấn đề là khi mà nói tới metal với lại jazz, nhất là nói với metal với lại với rock đó, thì chắc là mọi người sẽ thích đó. Tại vì mình biết là mọi người thích Radiohead nè, mọi người thích Muse nè, mọi người rất là thích những cái nhóm rock cũ. Hôm nào ngồi nó chém gió nha anh em, kiểu này cũng vui đấy, mình cũng thích nói chuyện về nhạc. Nhưng mà hồi trước thì tụi mình không nói chuyện về nhạc nhiều lắm. DT990. Em đã không chọn DT880 bằng nghe metal, buồn quá. DT880 nó hơi nông, cái phần bass đúng không? Cái phần low bass nó sẽ rất là nông. Chịu đi, vì cái đó là kiểu tiếng của phòng thu đấy bạn. Mình không biết tại sao mà bạn lại mua DT880 để nghe metal, nhưng mà để mà chơi được DT880 thì cũng khá là cực khổ. Mình thường hay, tại vì mình biết là cái tốc độ của DT880 ở trên mạng, nếu mà bạn đọc review thì ai cũng sẽ nói là con đó đọc review thấy tiếng nhanh, khỏe, bắt chính xác. Nhưng mà vấn đề là người dùng, bạn yêu cầu cái tai nghe đó nó bass ra bao nhiêu. Đối với bass chính xác đó, cái người mà viết cái bài đó, người ta đã nghe những cái gì rồi và cái background của họ như thế nào. Nếu như là họ là một studio engineer, ảnh là một sound engineer, kỹ sư âm thanh, thì ảnh nhận định rất là đúng về cái bass của DT880. Vì nó rất là trong và nó rất là nhanh và nó tắt rất là bụt, nghĩa là nó mất liền luôn. Đúng. Thế nên là đôi khi nghe metal nó thiếu lửa, nhưng mà người ta vẫn mix bằng con đó để người ta còn EQ, người ta còn gia giảm, người ta còn DSP, người ta chỉnh cái bass chép khi mà người ta thu âm. Thế nên là người ta con DT880 nó tạo ra là để mang lại cái tiếng balance nhất. Nhưng dưới nó thì có con DT990 rẻ hơn, có bass, vẫn có cái bass đó, và somehow là có cái kiểu tiếng của DT880 hơi la lai vào. Nhưng mà đối với mình thì DT990 sẽ nghe metal mạnh hơn, dữ hơn và vững hơn do nó có bass. Hết rõ rồi. Ok. Không, mai mốt em không cần gõ vào đâu, cứ để ấy. Rồi, chắc là bây giờ mấy giờ nhỉ? 8:14 rồi. Thôi thì cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Thì chắc là trong cái bài recap này, không biết là sĩ có tính viết recap không, nhưng mà nếu mà sĩ viết thì mọi người có thể theo dõi ở trên audiotinh.vn. Mong là tuần sau vẫn gặp lại mọi người ở trong cái kỳ livestream kế tiếp. Nói chuyện hôm nay vui phết. Vui. Nhìn tay nghe. Kiểu mọi người phải nên nghe nhạc nhiều nhiều hơn. Nghĩa là mình biết là mọi người được nghe nhạc nhiều lắm, nhưng mà để mình nói cho mọi người nghe nha, ở trên thực tế của tụi mình nó có cái phách, được chưa?
bây giờ mình thấy các bạn có thể thấy là ở trên đó mình vô á, mình rất là ngứa mắt là tại vì mình thấy lâu lâu hình gái, rồi hình xổ số, hình ABC cái kiểu. Bây giờ thì mình không thể nói người ta đừng post nữa, nhưng mà mình sẽ post đè người ta, có nghĩa là các bạn share nhạc lên trên đó đi, các bạn viết về hôm nay bạn nghe nhạc gì, nó dễ dàng à. Bạn chỉ cần một tấm hình của album đó, bạn Google ở trên mạng cũng được nữa, bạn đem vào bạn pass kèm một cái đường link Spotify hoặc là YouTube gì cũng được, bạn post vào cho mọi người nghe cùng, bạn có thể viết một cái vài câu ngắn ngắn gì đó tùy các bạn có thích hay không, nhưng mà làm như vậy đi để cho kiểu yeah, khi mà mình vào thực tế hoặc là mình vào mình muốn đọc một cái gì đó, những người mê nhạc người ta sẽ thích hơn. Ở đây thì có sĩ vẫn hay làm, có một vài bạn nữa vẫn hay làm, nên là nếu mà các bạn thích và các bạn muốn mọi người nghe nhạc nhiều hơn, cái cộng đồng của chúng ta có cái kho nhạc hay và xuất sắc nhiều hơn thì chúng ta nên share. Đang thực tế ra là mình thấy là ở trong những cái group về audio file á, họ chỉ share nhạc audio file thôi. Cái đó là cái điều mà mình hơi buồn, vì nhạc của audio file thì cơ bản là những cái thể loại nhạc mà họ cân chỉnh âm thanh để test dàn và để nghe ở trên những cái thiết bị high end. Đôi khi âm thanh nó rất là hay, âm thanh nó rất là sắc sảo, nhưng mà cái hồn của âm nhạc đó, các bạn có hiểu cảm giác như là một người ca sĩ hát vì đam mê và một người ca sĩ được trả tiền để hát, nó là hai cái kiểu khác nhau. Những người mình biết là mọi người vẫn thích rock, mọi người vẫn thích jazz, mọi người vẫn thích blues, mọi người vẫn thích vocal, có người còn thích cả gospel, có người còn thích cả reggae, có người còn thích cả nhạc Việt Nam, nhưng mình vẫn rất là thích nhạc cải lương ABC các kiểu. Thì làm thế nào để cho mọi người, để cho người khác nghe nhiều hơn? Mình một ngày mình post một hai cái album thì đôi khi là người ta không xem hoặc là người ta không quan tâm, nhưng mà các bạn nên nhớ album, bìa của album, có những cái album rất là đẹp, chỉ cần một trong những cái bìa đó nó đập vào mắt của người ta thôi, người ta sẽ có những cái ấn tượng về sau và người ta sẽ tiếp cứ lên cái người ta thấy như vậy, người ta sẽ lít vào nghe. Thì khi mà nghe như vậy chúng ta sẽ có nhiều content để thảo luận với nhau hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cái đó là mình tâm sự với mọi người như vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Ủa còn câu hỏi à? Là entry M8, Sentrance M8 đến tới 880 thì nghe bass cũng ổn nhưng tốc độ không ngon. M8 cũng cũ rồi. Hoặc là con DT880 đó, con DT880 đó là bản premium 600 ohm hả? Tại vì con premium 600 ohm với con 250 ohm thì độ đánh nó khác nhau nhiều đó. Planar entry level thì nên bắt đầu từ con nào đó, con HE400SE. Tiêu đề nói lên tất cả rồi. Ok. Vậy ha, vậy đi. Okay. Chào mọi người. Nhớ subscribe, quên câu thần chú cuối cùng. Nhớ like, share và subscribe cho Audio Tinh Tế. Cảm ơn mọi người. Lại tắt đi.